Dừng lại, dừng lại. Money, money. Anh Tít, sao lại đi theo em vậy? Anh không thể để em xảy ra chuyện được. Nếu em phải chết thì anh cũng sẽ chết theo em. Cô Đà La, trong người tôi có hai viên linh châu xà thần đây. Nếu cần thì cô hãy lấy luôn đi, miễn cô đừng làm hại Mane và người khác nữa. Ngươi nghĩ là ta sẽ tha mạng cho ngươi hay sao hả Tít? Không cần gian xin, bởi vì một lát nữa đây ta cũng sẽ hút hai viên linh châu của ngươi. Vậy là ta sẽ có tất cả là 10 viên linh châu xà thần. Tới lúc đó sẽ không còn một ai có thể làm gì được ta nữa, cho dù người đó là Dương Quỳnh Muôn Jalin. Hôm nay chính là thời khắc các ngươi phải đền bù tất cả cho ta. Anh Tiên, tránh ra. Hãy lấy mạng của tôi đi, xin đừng làm hại Mane nữa mà. Tôi cầu xin cô. Mane và lồng tiếng tại phim TV. Mane, 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 Mane. Anh Tiên, anh mau trốn đi. Không Mane, anh sẽ không bỏ rơi em đâu. Yêu nhau lắm thì chết cùng nhau đi. Ghê quá hả? Đừng tạo nghiệp nữa công chúa Đa La, ta hứa sẽ tha chết cho nàng. Cho dù hôm nay ta phải chết, ta cũng sẽ giết chết ả Mane này. Dừng lại đi Đa La. Dương Huynh không cản được ta đâu. Mặc dù nàng đã tu luyện suốt trăm năm qua, nhưng mà đến bây giờ nàng vẫn không biết cách chế ngự và xóa bỏ cơn thịnh nộ ở trong lòng nàng hay sao chứ Đa La? Dương Huynh không thể đổ lỗi hoàn toàn cho một mình ta được. Mọi thứ đều là do Dương Huynh mà ra. Chàng chưa bao giờ chấp nhận tình yêu của ta, chưa bao giờ nhìn thấy được lòng trung thành của ta dành cho Dương Huynh hết. À Mane đó, rốt cuộc cái gì tốt hơn ta chứ? Vấn đề không phải là do Mane tốt hơn hay xấu hơn nàng, mà vấn đề là ở ta đây. Ta đã yêu thương nàng, xem nàng giống như anh em ruột thịt trong nhà. Tình cảm ta dành cho nàng bấy lâu nay
hoàn toàn là trong sáng. Tình cảm đó chưa bao giờ thay đổi. Đối với nàng ta chưa từng có suy nghĩ vượt quá giới hạn. Bao lâu nay tao đối đãi với nàng thế nào nàng không hiểu hay sao? Nhưng nếu như ả mà đây không xuất hiện thì tình cảm đó dần dần sẽ thay đổi, và nhất định chàng sẽ yêu ta. Nên ta phải giết nó. Dừng lại ngay. Nếu như nàng vẫn chấp mê bất ngộ, quyết tâm phải làm hại Ma Nê cho bằng được thì... thì có lẽ lần này ta sẽ không thể nương tay với nàng được nữa đâu. Đà là, nàng nghe chưa? Dương Quynh Mujali, xin đừng làm vậy mà Dương Quynh. Làm ơn hãy tha mạng cho Dương tỷ Đa La. Mà này, vì Ma Nê đã cầu xin cho nàng nên ta sẽ tha mạng cho nàng lần này. Tội chết có thể tha, nhưng ta vẫn phải trừng phạt để răn đe đối với những việc làm sai trái của nàng. Ta phạt nàng, từ bây giờ trở đi nàng sẽ không còn sở hữu một viên linh châu xà thần nào hết. Nàng không còn là xà thần, không còn hình dáng nhập thế, mà chỉ là một con rắn lục. Đã đến lúc nàng phải ngẫm lại và nên hối lỗi cho những việc mình đã gây ra rồi. Đừng làm vậy mà Dương Quynh. Đừng làm vậy mà Dương Quynh. Ma Nê, em đừng làm sao nha Ma Nê. Cô Ma Nê, quốc vương Mô Cha Liên, xin hãy cứu Ma Nê nhanh lên đi. Ma Nê, Ma Nê à, cố lên đi em. Ma Nê, anh nhất định sẽ nghĩ cách cứu em mà. Ma Nê, Ma Nê, cố lên đi em, đừng có nhắm mắt mà. Ma Nê, em từng cho anh viên linh châu để cứu sống anh, vậy là nó cũng sẽ cứu được em phải không? Nếu vậy thì em hãy lấy viên linh châu trong người của anh đi. Nha Ma Nê. Đừng làm như vậy mà anh Tít.
Không có Linh Châu anh sẽ chết. Em không để anh làm như vậy đâu. Nhưng anh không muốn em chết. Mane, Mane, ta sẽ lấy Linh Châu của ta cho nàng. Ngài đừng làm vậy. Mane là người yêu của tôi. Tôi phải tự cứu cô ấy, chứ không phải người khác. Trong người của tôi đang có hai viên Linh Châu xà thần. Ngài hãy lấy cứu Mane nhanh đi. Ngài biết cách lấy Linh Châu xà thần trong người tôi chuyển cho Mane mà, có phải không? Vậy thì ngài hãy làm đi. Anh Tiết, anh đừng làm vậy mà. Đừng cản anh nữa Mane. Dù thế nào anh cũng sẽ cứu em. Tôi đã sẵn sàng. Nàng không cần phải quá lo lắng đâu Mane. Giờ ta chỉ chuyển lại cho nàng viên Linh Châu xà thần mà nàng đã cho thôi, nên Tít sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm hết. Vì cậu ấy vẫn còn một viên Linh Châu do Rampa để lại mà. Mane, em đừng bị làm sao nha Mane. Mane, em ở đây nè anh Tiết. Mane, em an toàn phải không Mane? Dạ phải. Còn anh thấy trong người thế nào rồi? Anh vẫn còn choáng một chút, nhưng chắc lát nữa sẽ ổn hơn. Anh bị mất đi ý thức sau khi trả viên Linh Châu xà thần cho em, nhưng mà Dương Huynh Muchalin đã hồi phục lại cho anh rồi. Anh thật sự ngưỡng mộ tấm lòng cao thượng của ngài ấy. Nếu có được cơ hội, anh muốn tự mình đến gặp để cảm ơn ngài ấy. Mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp rồi. Dương Huynh à, Dương Huynh vẫn còn lo lắng chuyện gì vậy? Nàng có biết là việc ta quay trở về cõi Ratana Badan là vì lý do gì hay không? Vì chỉ có duy nhất một cách để nàng có thể toại nguyện được sống cùng với John Latit, nhưng vẫn không làm trái lệnh trời để chịu trừng phạt. Đó là nàng phải là con người.
phải cùng giống loài với cậu ấy. Xà thần thì làm sao có thể thành người được? Ta quay trở về cõi Ratanabadan để lấy vật này đưa cho nàng. Đây chính là linh đơn. Nếu như nàng nuốt viên linh đơn này vào người thì nàng sẽ trở thành một con người thực thụ, sẽ không còn pháp thuật, cũng không còn là xà thần giống như nàng đã từng. Nàng không thể biến mình thành xà thần được nữa. Và quan trọng là nàng cũng sẽ không thể nào trở về cõi Ratanabadan được nữa đâu. Ta muốn nàng hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi đưa ra quyết định này. Bởi vì là nếu như nàng uống viên linh đơn này vào rồi thì nàng sẽ không thể nào thay đổi được gì nữa hết. Đi từ từ thôi. Không lâu nữa con sẽ ra đời và nhìn thấy mặt ba mẹ đó nha. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Anh tìm ai vậy? Dương huynh mua cho Lin. Từ từ thôi em. Dương huynh, hôm nay huynh lên nhân giới là có chuyện gì vậy? Chẳng phải ta đã từng nói với nàng rồi hay sao? Giờ chính là lúc ta đến để nói yêu cầu của ta. Vậy ngài muốn yêu cầu điều gì? Yêu cầu của ta là ta muốn con gái các ngươi phải trở thành nữ vương tương lai của ta. Không thể được. Con gái của tôi sao có thể làm nữ vương được chứ? Nó là con người thì làm sao có thể sống ở cõi Ratanabadan được? Mane, em đừng đồng ý nha. Dương huynh à, ta còn nhớ rõ lần đầu tiên pháp sư xà thần đã từng nói cho ta nghe. Vì xà nữ nhập thế sắp tới đây của chúng ta là người được ban phước lành thịnh vượng, được sinh ra mang theo vận mệnh sánh đôi cùng người trị vì dùng giới. Người trị vì dùng giới à? Theo như quẻ tiên đoán của ta, thần mệnh của xà nữ này sẽ tạo dựng cơ đồ cho người trị vì Ratanabadan. Vào lúc đó ta cứ tưởng đâu là nàng. Mãi đến khoảng thời gian sau này, tiên sư đã nói rõ với ta lúc ta quay trở về Ratanabadan để lấy linh đơn cho nàng. Sự thật là người có sứ mệnh trở thành nữ vương sánh đôi với ta không phải là nàng, mà chính là con gái của nàng. Ta hy vọng là nàng sẽ giữ lời hứa. Khi nào con gái của nàng vừa tròn 20 tuổi thì ta sẽ quay lại đây để đón nàng ấy. Không được. Khoan đã, Quốc Dương Mojalin, quay lại nói chuyện rõ ràng với tôi đi chứ. Vậy là sao? Em đừng có đồng ý nha. Anh không thể đồng ý được đâu. Có chết anh cũng sẽ không đồng ý để em giao con cho Quốc Dương Mojalin. Từ trước tới giờ Dương huynh đã muốn gì rồi thì không ai có thể ngăn cản được huynh ấy. Không được, anh không chấp nhận điều này. Trời ơi,
Con đói hả? Anh bị làm sao vậy? Anh nằm mơ. Anh thấy con chúng ta là rắn. Chắc là anh lo nghĩ nhiều quá đó. Bây giờ em cũng là người giống như anh rồi, thì làm gì có chuyện con của chúng ta là rắn chứ. Anh tin em đi. Ngủ tiếp đi. Hai mươi năm sau. Rốt cuộc cái vòng này của ai vậy chứ? Bằng cách nào có thể đeo vào tay mình được? Hỏi ba mẹ thì ba mẹ không trả lời. Làm như có bí mật gì đó ở đây vậy? Nàng Lan. Tiếng ai vậy? Nàng Lan. Đâu có ai ở gần đây. Chắc là mình bị ù tai. Tặng cho em nè. Sao lại tặng cho tôi chứ? Chúng ta chưa từng quen biết trước đây. Em không cần phải sợ. Tôi không phải là người xấu. Tôi không làm hại gì em đâu. Em cứ nhận đi. Được rồi, giờ anh chịu trả lời tôi chưa? Thật ra anh là ai? Rồi chúng ta sẽ gặp lại mà. Đến lúc đó thì em sẽ biết. Hẹn gặp lại em lần sau.
Con tới rồi đây. Con đi tình nguyện mấy ngày rồi sẽ về mà. Dạ, con hứa với mẹ là con sẽ tự chăm sóc thật tốt cho mình và sẽ gọi cho mẹ mỗi ngày. Dạ, con yêu mẹ lắm. Chỗ này sao nhìn thấy quen quen vậy ta? Hình như mình đã từng tới đây rồi. Tối hôm qua mình đã mơ tới chỗ này nè. Chắc là em đang thắc mắc, có phải hình như chúng ta đã từng gặp nhau, đúng vậy không? Tôi tên là Mujalin. Có lẽ do định mệnh đã đưa đẩy, hai chúng ta gặp nhau ở chỗ này. Xin giới thiệu, tôi tên là Lan. Lan có biết không? Chiếc vòng xà dương mà em đang đeo có ý nghĩa rất hay. Em biết ý nghĩa của nó chứ? Đó chính là vật đính ước đã được vị xà dương quyết định chọn trao cho người con gái của đời mình đó. Tôi thì nghĩ là ý nghĩa của nó không to lớn như vậy, vì không có vị xà dương nào lại rảnh rỗi mà đi xin đính ước với tôi. Vậy nếu như điều đó là sự thật thì em có nhận lời hay không? Em có chấp nhận nếu biết được rằng người đó không phải con người giống như em? Nếu như có một ngày người đàn ông mà tôi yêu thương bước vào cuộc đời của tôi thật, thì dù anh ấy là ai, tôi cũng sẽ không chạy trốn mà chấp nhận mọi thứ về anh ấy.